Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với clip solo squad của mình nha. Và Pecado thẳng tiến. Ok, đây là khu vực Pecado. Cách chúng ta 400m và đang ngắn dần. Vâng, tầm 100m thì chúng ta sẽ cắm cái đầu xuống. Đấy. Vâng, hơi xa một tí rồi, không sao. Có team đi theo. Ây à, vào đây làm chi ạ? Đây nghèo lắm. Trời ơi, súng đâu rồi? Toàn máu nước ai? À đây rồi, AKM. Một bé này. Ui dồi ôi, đông nha. Hai bé này, ba bé này, clear team. Ok, một team đã về với cát bụi. Giờ mình sẽ đá qua mấy cái xác. Xem thử chúng nó có gì. Ui trời ơi. Nhặt được súng rồi thì thủ đi. Còn cố nhặt thêm nữa. Con người ta đã cố ý không giết rồi. M4 nữa. Nhiều súng nhiều đạn ghê. Vâng nữa này. Ok. Thế là năm bé đã ra đi. Không biết là những bé còn lại đã bỏ đồng đội đi đâu rồi. Bây giờ là free loot thôi. Hình như mình nghe tiếng chân của ai đó thì phải. Ok, thằng cuối cùng. Và chỗ này chắc chắn đã clear hết rồi. Để mình đá qua cái xác của thằng này rồi qua khu vực casino bắn tiếp nhá. Kiểu gì bên đây cũng có người. Ây da, lút đồ hàng nhà. Bò đi đâu con lợn này. Lút cho nhiều vào. Bây giờ mập như heo vậy. Làm sao mà di chuyển được cơ chứ. Bạn của bạn đâu rồi? Report vị trí đi. Vâng, thằng kia. Cái thằng ở nhà đỏ nó bắn mình chết kìa. Vâng, tụi mày tới hiếp chết nó đi. Tụi mày đâu? À đây rồi. Tụi mày đông ghê. Một bé này. Trời ơi, gọi team hơi bị căng nha. Nguyên một dàn heo móng cái chạy sang luôn. Vâng, heo gì chứ heo móng cái thì dễ sấp mặt lắm. Cho quả nữa này. Ui trời ơi, chạy. Chạy này.
mình sẽ giết luôn. Ok, vậy là ba bạn đã phải nằm xuống rồi, và còn một bạn nữa, không biết bạn ấy đang ở đâu. Bây giờ bạn đang ở nơi đâu? Hãy đến đây ngay và chiếm lấy thân thể của mình đi. Mình đang đợi bạn lâu lắm rồi. À, bạn ấy nhìn mình kìa. Không mũ luôn. Ui dồi ôi, gắt nha. Rồi, đúng còn chấm máu. Hay đấy. Nấp luôn rồi. À, lại lòi ra này. Rồi, mình sẽ đổi cái góc để cho nó khỏi kê. Nếu mà gặp đối thủ bắn tốt thì chúng ta sẽ đổi góc liên tục. Tại vì nó ngồi trên cao, nó kê được trước mình. Nhoi ra là nó bắn. Nên mình phải thông minh em ạ. Cái đầu dùng để làm gì? Ok, nó lại nấp luôn. Nhoi ra nữa đi cưng. Sợ rồi à? Còn mỗi mình thì solo đi. Kéo dài thời gian làm gì? Đồng đội nó chửi đấy. À, lại nhoi ra nữa kìa. Chạy đâu ấy? Ui, headshot kìa, hack má rồi, định mệnh một viên. Không thể tin mắt mình, không thể tin được. Quá khó để tin, hack má rồi. Trời ơi, boss đâu ra dữ vậy nè. Định mệnh lắm boss vậy trời.
AUG cũng được. Hơi xa nhỉ. Ui, trúng ấy kìa. Rồi, thanh niên tổ lái luôn. Hay lắm. Bo ra ngoài rồi. Phải chạy bo rồi. Cục thính đâu ra vậy? Chắc mình sẽ chạy qua bên đấy lấy thính và vào bo. Cục thính nằm tầm bên đấy, chắc là cũng gần bo thôi. Đánh xe qua lấy hợp lý nhất. Ây da, xa thế cũng bắn được. Bọn này tỷ là vô lý quá đi à. Wow, M248X, ngon. Gì bắn căng vậy? Bình tĩnh thôi các bạn ơi. Này thì bắn tao này. Một bé. Vâng, chắc chắn là nó đang cứu rồi. Nó phải chạy bo nha bạn, nó bắn như thế là nó sai rồi. Ok, clear. Bo đến trước mặt. Thế phải đẩy lên rồi. Hai chạy xe mà hay vậy nè. Chồng bốn bánh lên trời. Trời ơi. Ui. Này thì nhìn này. Trời ơi, hôm nay mình bắn ảo thế không biết. Rồi, một bọn bên này. Trước mặt này. Cho nó quả bom đi cho nó tình cảm. Knock 1. Rồi. 5 này, cho mình sẽ xây chết bà nó luôn. Ui, rồi xong rồi, trời ơi, đi mệnh. Cứ tưởng là mình đang cầm AUG cơ, trời ơi. Vì thế, đi mệnh nó luôn. Khốn nạn thật ý, trời ơi, toàn chết lỗi như này. Ê, hết cả clip rồi.